Sở thật trao tinh lầy bò mẹ bì nồng, mươi bì nồng bứng lê chương trình quam tay khổng đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên, cuồng chương trình tươi nì hôm mi bưng bay tèm xương lằng. Khảy cốc là bay tèm, đơi kiến rú xạ cha bạp mò, khổng bò mẹ côn cổng, rú bón mở, búng bòn. Sức tạm là bay, nho sùng nông hồ phàng phong bình Covid xếp cầu hở sàn bay. Là suốt chương trình là bay tèm, số nưng tàng cò già bở mày, quén khơi cuồng xuẩn khổng bò mè côn lao. Khay nỉ mươi bì nòng bòm cằn bứng le chương trình. Chiêng bì nòng hạc sườn, bưng sầu hươn bốc tàng vầy, bưng đàng túc hiếng chai, mèn bưng khổ mi nằng bón rú mở, khổng bò mè côn cống bản búng bòn, xã Ba Thơm huyện Điện Biên. Năm dệt dự án sốn cạp đìn dệt tang hồng ló năm lầy. Hàng xíp cho hươn bẻ hươn rào, mỏng cong hoạt mử, đẩy tẳng hươn nằng bón mở. Hà và tàu hoạt cày, sầu nhân đầy rú nằng phương đàng tú cạp kẹp. Còng tiền phu búng bòn xã Ba Thơm huyện Điện Biên hôm nay dàn bay mưa dù bón mở mỏng sư lưu. Ngày tiền phu là đàng tú phòng chư hân ý quang thị mày. Đàng tú tàm cặp kẹp trắng pho tẳng tạp non. Nọ sứa pha cánh xuồng sửa bấu mi sàng tiền ca. Mờ phà phồn tiếng phải bạt mông túp cò bố càn đầy nằm phồn. Phía thì trả lại nè. Nên trả nó bởi ịa hình khu bụt nè. Còi tàng túp chắc kỳ tựa lèo, bưa dù cả tiền phu, tiền đán cướn chột ma sở hơn, lò đẻ tàng túp máu rú, túp bé lò tàng lau, tiếng mung hơn con nỉ te xẻ mết và phồn hùa lông ửn mết. Kem chạm nằn lò túp khổng chư hơn và quang thể đầm, đàng túp nỉ mặn sư túp khổng chư hơn ý mai. Bừa ẩu biếng tồn mông, ha và vùng kiến đơi rú cò bố la rằng, đơi kiến rú khổng côn cống, quay bì còng lằng tó phà cùm nả tó đình, khay cò xương nằn, nhanh lam sầm xạ cha xưa. Bừa con nỉ mỏi tưa bầy dệt vịa ma, sầu cò mi hơn rú, mi bón vầy non, khay hơn rú lò đằng túp tàm kiến rú bón tiều. Rú nỉ lút thiếu lại khổ, bấu mi tiền tẩy hùng, bấu mi nằm sủ. Để mình chứ là phá bác phố lo, bác tác nằm noa, mới sủ, kín. Chứ là phá phố lo, sủ ăn mò, các bạn thung, khó khăn lo, em nà. Bị sòng phân bài xếp bét, dự án sốn cạp đình, dệt tang bè ma to nằm lầy nằng không dần phai xì phăn khai lò bàn búng bòn xã Ba Thơm huyện Điện Biên đầy có cốc tàng cánh y mẹt nưng cuồng tương chương trình dự án cuồng đề án mà phe kinh tế xã hội phòng côn cống tỉnh Điện Biên gian tại bì dòng phan bài xếp ê thọ bì dòng phan bài sao dự án sốn chuồn cạp đình bàn dài xếp đặt bón số hở sàm xếp chu hơn côn cống dệt sườn toi chuẩn bản nắp bấu về tật tiếng tươi kiển xú ly bấu bài nhài bón xuân là đài bảy chè cánh mạ pe chừa côn cống nằng xã Ba Thơm dự án hôm trùng ngon xốn chuẩn cạp đình sao hỏa văn thương môn tăng bẻ ma càng bản to nằm lầy dày căn cu cẩn ta phắng cướn chột điển tẩy hùng ha và hột khẩy dự án tàng năm dệt háng càng dệt tật pan hột đây kiển rú dần bay bừa rú túp tam rú qua kèm các chú chú hân ứn dương năn đây kiển rú cò bò lại củ dạ cha lại chú hân nhảy bớt rú hột sàm xí tưa tầng túp tam rú tiếng pro xì măng te phòi mày to thả hột mưa tầng hơn cò biển mọt buôn lan bày tòi bì vườn. Nhà mẹ hay là từng ô là thế nhưng mà giờ nhưng mà mỗi bà là chỗ cha với nhà mẹ bự được khối nên trả nên.
còn đi xung khỏi dù hơn hẳn, năm dệt là lung tang khổng hơn mương, xung khỏi bé hơn hẳn, thả xuống chuồn cạp đình, lèo trắng mưa tảng hơn rú, xung khỏi thả kỳ bì lèo, cò hê đầy tảng hơn, mày hư, ta đét ta phồn, vầy biển mọt manh dẻ mết, xung khỏi có toàn miền vầy bưng lăm mày nhăng đi. Hùa bì sòng phân bài sao, chầu tảng tánh cò dệt mộc lèo, cánh mọc rào hở giật bay dệt hơn rú. Ha và chuồng ngon tảng tánh hê dệt mồm lèo tục nò, bấu po cặp đìn tảng hươn, cánh bấu nhật bào tiên an hở giật bay nhảy ma rú. Ha và số nừng chu hươn, bừa bấu rú đầy nặng bưng đằng túp tam, còn nhảy ma tảng hươn rú nỉ. Chu hươn ai quang vằn xàm, mệt nừng quần quân chu hươn sương nằn. Ai hở hủ, chơ hê, hền bón su mỡ, khỏi le bê xương, na căn hon. Bừa mỏi cặp đìn khổng mỏi chu hân, lò rú mỏi bậc, sùng tắm la cằn, le bó mặn, bấu hẳn sằng. Bên lũ mà chẳng lại, dùm chả đi tìm ra chứ là nhá mà chó đi bà dùm mệt. Xung khỏi mỏng cong mi cặp đìn xương bản ba sản lao, vừa ngài tì hợp việt bảy ma cánh tảng hươn, khầy xốn chuồn xương nỉ, tà pha bấu sồng trời, ha pha bấu mi bón số, cò ha đầy khẩn ma số xiên thôi. Mi lang ngắm bê xương ai sàm, chú hươn ý quang thị mâng, vừa bấu mi bón số, sương nằn cò ha đầy tảng tánh nằng bón nỉ. Ý hở hủ, con chơ tảng hơn nhớ rú, chú hơn ý cò tảng đầy xí tàng túp tam rú. Và mày hìa, biếng mung hơn te lồ xỉa mết, bấu tảng hơn mớ cò bó mi bón rú. Chú hơn ý cò khành trờ củ hơn sửa mày, biếng mung hơn mà tảng hơn vầy mi bón kìn bón rú. Xung khỏi tặng hắn rồi, tất khẽ rồi, mình chưa phá đấy rồi, mình cổ áo khẽ ngoài nướng xin, mình hóa phục mấy hắn, chứ là mình hóa phụn nhớ mà, mình chứ là để đến mình ổn, mình đến bia này kiểu, mình đến ăn đi sau hết, ăn mất sản hợp bằng hết bè, bên, ăn sau mất sản hợp hết nền, mình phục khẩn chứ là để phục mà, hùng mà chứ là để mình đến ăn lốm phải xa mắng, để mới ai nông. Ăn mới ăn nóng xâm khỏe ăn mất bệnh, bó sầu, mất nhỏ chuối, xong nhớt bài nồi nưng, chẳng bốc khẩn, chẳng áo nhà bốc xa. Mình chẳng khai mình chắc ít cưỡng chưa đào bố hụ, chắc ít cưỡng chưa đào bố hụ khai nà. Mình hào yếu xin thôi. Hèn mi hoi cạp đình chưa cưỡng trột, số nừng chu hân chằm phà bốc hàng hơn khẩn lèo, ha phà sầu cò bó can dệt lèo hơn rú. Bừa phà tảng hơn mê lại ngơn sử mày to lèo, ngơn bấu mi, khẩy tảng hơn khẩn, cạp đìn cướn trột, vưa bố đẩy rú, vưa mết ngơn. Sương nằn sầu trắng phang hàng hơn vầy là sương nằn. Cải bưng đù, khùng nhảy dần bay mưa rú bọt mớ, hình đầy tàng tánh, ha và hê chọc cắp luôn kiển rú khòng bò mè quân cống. Bưng cạp hơn rú nặng bừng phu chăn, mỏi cạp đìn trắng pho tẳng hươn, nhăng bón dệt khẩu, hươn bẻ quạt nọ, khùm tảnh liềng, bó cò bón dệt xuẩn phát cò bốc mi. Khùm nhài mưa rú mở cò la lùm, đuối cắp hệt thông kiển rú, bẻ ma dệt dườn, tảnh liềng khòng dần bay rú nỉ. Bừng bu chăn đầy số chuẩn quần gian tên cạp đình hê nèn ló cuối năm này chăm pha dệt lèo ha pha lại bón cỏ hiển te nhạ chăm pha đầy tảng tánh bấu hừng cánh trắng mi kỳ chu hơn nhài ma rú ha pha tả phẳng cướn trột dệt tẹt ban họt hơn xào cánh lăm côn khòng dần bay rút nỉ nhà mự phẩm tạm chúng ta dung nhà tạm cha đi phải bát để hương cha xì mồ hô nhà mới mồ hô gì nhàm bằng cơn dung cơn
nền nhà khay nỉ xung khỏi nhang xếp hộp chu gân hê mi bón số sau đây kiến số nặng tương tàng túc tàm đây kiến số bỏ lại xa cha chi trò giờ dần bay tè tiếng đây kiến số cánh xóm xa cha xung khỏi mỏng cong tàng hơn mương đơn vị tàng tánh phục hành xôn chuồn cát tin hở nền tì cánh bàn hồng hở từng chu gân ổn định ba chi các bưng củ giả cha tỉ chu ngành chức năng cần phân bản giải ngân câu tít tần chu chào tàng tánh phân năm dệt dự án có bê xương tròi dừa mả khảy dê sườn tròi dừa bọc mè côn cống rút nỉ phân tẹt tiếng đây kiến số xương luông bùn khòng dự án chương pin ong hạc sưởng tỏ nàng vỉa bệnh covid xếp cầu mơ hương pét ban bảy quảng xương khay nỉ vỉa nho sùng lung hù cuồng khùm dần rú men khủ cần sẵn lần xưa là đối các bò mè chủ chừa nòi côn phòng bản na bờ xỉn châu ngành địa phương có trên cái lại luông kẻ khảy quảng nằn chóng hanh trên báo họt dần bay ma tang tảng bệnh nỉ cánh luông phang phong cửa đẩy lang đì y men chú chiến báo quần pa ma tăng phảng phong vinh covid xếp cầu họt dần bay cùng phòng vừa cán bộ trạm y tế xã Ná Táo thành phố Điện Biên Phủ phúc chưa nặng nỉ bò mè đẩy phăng cán bộ y tế chiến báo ma tăng luông hiểm hại không tăng bệnh nỉ luông pet pan cánh luông suối mư cấp xà phòng khả tổ manh bệnh quần pa tư phải bảy xốp bảy lằng lung lương vật nòi dù bản tà căng sán lá táo hở khổ lằng chơ đầy cán bộ y tế uẩn pa chiên pháo lung cỏ hồ chảnh xưa luông phẳng phong tàng bệnh nỉ xương ly báu hồ hôm lại côn chơ o bề nọ hơn cần tư phải bảy xốp bảy lằng suối mư cấp năm khả tổ mè bệnh té năn lung nếu chưa chua hơn chớp năm tỳ luông phẳng phong bệnh cứ đẩy lang tỳ bản mướng mi covid tư tế xuất hiện tư tế Trung Quốc mà khi đó mình đàn tràn tất cả chất kỷ mướng khi đó giờ chúng khỏi đó mà để nhìn là bộ y tế khuyến cáo nó là mình nhắc nhở sang giờ mướng mới là suối tín mư pe đeo khẩu trang ở phải nọ mình phải đeo khẩu trang là phải chạm gần nó là mình cách 6 mét thì nó là mình là vẫn bảo làm nên chống covid 19 ấy để xuống khỏi đó là nhìn bộ y tế mà bỏ sòn khuyến cáo đó mình là mưa hơn phải bỏ tay hơn tay giàu rồi bỏ dườn mương tuyên truyền ở dườn mương hụ nó là phải tăng nó phải đeo khẩu trang má mình phiểu phất hơn giàu vệ sờ đấy là khơi dánh khơi bông đô hiếm hơn hiếm giàu vẫn vệ sờ để mình sạch sẽ nếu mà phòng cần ở chống covid để bảo mình đầy lan phải làm bón làm ti chăm và khen nghi quảng tỉnh Điện Biên báo hê mài nhằn côn đờ phát bệnh covid xếp cầu bưng côn gương phát bệnh báo co tàu ma té phồng mi côn bền bệnh co đầy ẩu bày số giềng cánh bứng đù tà và bưng côn vào nửa báo bền bệnh covid xếp cầu ha và ngương chiếc bét man bày quảng công phòng vừa xin ngày té cốc khẹ chủ cấp chính quyền địa phương chủ bàn toàn thể cò phúc hành chiến pháo hoặc dần bay cấp lại luông xương chiến pháo nặng loa truyền thanh không xã bản vầy phàng phong cánh cản ngăn vênh hà bét man bày quảng nặng bản khuống xung khỏi là dễ tăng ngành y tế của xã ở cả mi khay mắt năng đằng mi dịch má năng cứ bản mương cả mi trách nhiệm là tuyên truyền ở ải nong bản mương hù cách phong như là ba ở bệnh khẩu mưa năng bản mương và mất nhiễm má họ cứ ải nong năng bản đó dung khỏi cả mưa cứ bản cứ làm bản mưa tuyên truyền cách suối mưa đó là ở mắt hợp vệ sinh
là cấp đeo khẩu trang nếu là văn phòng thì bệnh cách cấp bó ải nông phải tăng là đó phải đeo khẩu trang là cấp bất tập trung bón lái côn ba hát nhất thiết phải bày lắm nên phải đeo khẩu trang này cấp là chảo là bày dây hạc nó là thôi là má đó hà phải tụ tập bón đó mới lái côn này hoặc là phải năng ỉn năng hùa rồi lái côn nào ăn nó là giản mấn chảo cấp hù lại phải là mấn cần nhiễm ơi ăn cấp hù lại qua mưa tuyên truyền ở ải nông nó bản đó hay đó cả một thời gian đó lẽ má ải nông thứ nhất là cháu má cái ải nông má cứ trạm y tế này phải lọc bón nó cả đẻ sau cờ mắn cờ ý thức đẩy bản trẻ căn xã Mương Phăng men bản hỏi phân hỏi bò mè côn tay kiểm số dần bay phân lại vừng sáng dệt dần hay na lẳng chơ mi tống báo khòng bộ y tế lẳng đài loa TV mắt tang bệnh covid súp cầu cất o lau trưởng bản cánh chủ bản đoàn thể có phúc chưa chiến báo biến thái lang ngắm khòng dần bay cuồng nàng vịa phàng phong bệnh covid súp cầu không khỏi co họp bản trên mini nó cử trên tiên truyền hỏi ái nọng ở bay lắc mà nó cũng phải khai báo y tế đó là phải suối tín suối mưa rồi thâu sai phòng suối đó là cái tiên truyền họ dần bắt đầu tập trung ấy côn cái sám ship côn nó khỏi cái tiên truyền cuộc họp mini nó hở ải nòng phô me cùng bản mương cùng bản phuống hủ nó mà tăng covid mà nó rất gây hại mà hở là dần phai hốc nó mất thiệt hại ấy mà tăng kinh tế này chứa cả bất chứa này xin nọ về quần pa dần bay tư phải bảy xốp bảy lằng suối mưa cấp xà phòng khả tổ manh binh bảy chè hảo hanh lắm mò hư vịa bưng đủ bưng côn khẩu ó cùng phòng có đẩy chu bàn đoàn thể địa phương dệt đi nếu chuân bưng côn tàu hoa té phòng mi côn bền bình báu co ngường chip bét ban bình tống báo cấp trưởng thôn bản báu co báo xú cấp cơ quan y tế tén hẳn mi luông bưng đủ cánh ảo bay rú giềng bưng khủ tít tờn trên báo dần bay nho sùng hòa trào hát bảy chè thăm mò chào bảy chè bản khuống cò xúp xiên đẩy trên cái cặp luông phớ mon trên mả khải họt từng côn từng chua hươn thế và cũng mi đâu phải mới là mình mới phát triển nó mới phải lo sinh khỏi đó là chú tăng vàng của tăng mặt trên thôn bản nó là tiên triển ở phò me dườn mương đồ tàu đồ lán đồ côn thứ nhất là suối là tuyển mưa về sau bằng các là suối khắp sài phòng khắp giá là diệt trùng sóng má là kết đi nó là một côn nó thưa thống hơn sóng thưa không khỏi để tiên triển là đồ tàu đồ lán cho côn nó còn bản toàn khoáng nó là bản khoáng cởi nhất trí nó là hoàn toàn nó là nó, tinh thần nó là cao sung vừa bước hành chiến pháo tít tần sương năn hòa trào phàng phong bình covid xếp cầu khòng dần bay giòn khơn lò bò mẹ chu chừa nòi côn xú chu thôn bản phồng bản na mười hương đi xưa chu côn cò chấp năm bao biển bay trăm cằn chớ ổ tô dứt đi vịa bảy chè bẹ sờ bón năm kìn đến rú bồng trào phèo phát bẹ sờ khơn sào kìn bẹ rú sờ tư phải bảy xốp bảy lằng chớ ọ nọ hơn gión bó hồ hôm lại côn bản thân nó mi ý thức theo khẩu trang tạm bày tang nó hâu rửa tay bằng sát khuẩn bằng sát khuẩn chắc mỗi ngày phải mi ý thức tuyên truyền ải nông giảm cái thuê má nó phải lắc nó phải hàng má nó tự cách đi tự kiểm tra bản thân và về sức khỏe mỗi người dân phải có ý thức. Bẹt cấp vịa gión báu hồ hôm lại côn hư gión báu hồ hôm nẳng bưng khùm lạt chip bò dạ cha xưa chủ khùm lạt khai nỉ cò mi lại côn vừa côn sư cánh côn khải trường cò mi lang áo cân sẵn cuồng tơi kiển số hàng mử từ xưa lỏ chù côn cơn nho sùng hòa trào phẳng phong bình xương chơ bảy tốc lạt cơn tư phải bảy xốp bảy lằng lạt mương thành
men nưng quần phương đạt cốc khén khổng thanh phố điện Biên Phủ. Phân lại, men bón biến lè sư khải trường hang khổng dần bay chu xã khổng huyền điện Biên hồ hôm man nỉ. Khai nỉ lạt vương thành, có mi lại côn man tốc lạt. Hà và phân lại dần bay, sư khải trường hang nặng nỉ, có tư phải bày xốp bày lăng, tòi luông tít tờn khổng chu cơ quan chức năng, phẳng phong bình Covid xếp cầu. Ăn là bản bướng sao phim mạng để sao là ado chứng quyền bó phải là phải tá phong lên mà xuống khỏi cả phải bởi vì giản dịch corona là giản pha sẽ đu sẽ làn chảo trăm thảo ké ra mà nhau mi đu mi làn cho tăng hơn mà đối ấy bơ ma rơi bơ mi ăn kín là phải ma thế mới khai ở bản bướng đu làn ha phải cho sự mà lớn nào bơ ma rơi cả bên hai mới sẽ đây bơ mi kín cả bên hai mới đó ta chống dịch nè. Bài số phải đăng sơ với hở mắn nhém bên để lấy nè. Hà và số nừng côn dần, có báo chấp năm đi, còn việc tư phải bài số phải lăng. Mi côn chơ tư, chơ báu vừa lưng, báu co báu khơi tư. Khổ nì co hền, số nừng côn dần nhăng đủ ngay, tó tàng bình hiểm hai nì. Vừa xin, chủ ngành chức năng cơn bánh khay xưa mỡ, luông viện trách nhiệm cuồng tít tờn, quần ba dần bay, nhó sùng hòa trở phàng phong bình, bốc bền đủ ngay, mắt tăng năng viện nỉ. Nọ là đó, mỏi con dần cơn nhó sùng hòa trở trách nhiệm, khăn tánh hở lắm mò, cánh con hươn bưng luông phàng phong bình Covid xếp cầu, tòi luông tít tờn khổng bộ y tế. Gión báu hồ hôm lại côn, báu phăng cỏ bé xương tùm phào là lôm, bưng quam kháo bó đì tẹt ban họt bản mương. Năm dệt đì, địa tống báo các cơ quan chức năng men toi tạt bùn. Chơ hền lắm mò, bền ải chếp co, xảy nửa nàng hòn, năm làng roi hà trà phứt. Cơn mắc báo xú cơ sở y tế, vây khám xét nghiệm cánh bày xú giềng. Báu bền buôn lò giản sắn, dệt hôn hào nhào nhùng bản khuống. Chiêng Pì Nòng Hạc Sường quận xuẩn khổng chú hơn lung lo phản pan, rú bản pa xà lao xã pa thơm huyền điện biển, mi lại tàng cò già bệnh. Ỉ báu men tàng cò già quý banh, bu dạ, hư men tàng cò quén khơi quần đơi kín rú, cánh phở cò bu đầy. Quần chương trình mưa nỉ, xung khỏi xỏ mơi tinh lại bò mẹ Pì Nòng, xảo hà luông dâu già khổng số nưng tàng cò quén khơi quần xuẩn, cái bay tèm lắng nỉ. Dú him tăng nhựa, ma càng ỏng xã pa thơm, xuân có mày khổng chú hơn lung lo vắn pan, dú bản pa xá lao, mi lại tàng cò đàng khẩn chăn. Ăn men có mã bục, mã uổi, mã đứa, có tin cái, có phắc ngoa, có mã phương. Bưng tà có nỉ, cái xương hư là bộ vầy kín mã thổi. Ha và hồ dệt, cánh qua sơ lại tàng có ấn, măn men biển già, già để lái bệnh. Sủ xương bảo uổi, qua sơ lại tàng có ấn, già để bệnh biển nỉu, chết bùm luồng. Bảo bục, men tàng có, dệt hở phồm măn, phồm chăn. Bó có hống po, qua sơ bờ có hống me, già để bệnh chết bót, tắp cánh bùm luồng. Nằng cánh hạ có tín bết, giết già hở hảo hang lắm mò, chép mắt xe lằng, non đi kìm chẹp. Bờ cánh nắng hạ có hoa, già để bình bên khứ, bình tin bình mư. Mấy mối loại da là mình có mấy mối tác dụng. Thảo kế sau trên làng là hạc ra ly xí na khen. Tức là hào dám bay dám mà số mưa hạc ra là hào là bổ. Ví dụ khi có ăn nị, có phúc nị, hào kinh mát số mưa. Mình con có bồ lai tác dụng mà chẳng là lưu hao chủ thì kinh mát thôi.
đấy, cho nên chẳng họ chẳng phải ép phải phải sọc hắn ni mà được cặp phô mê bóc hớ nếu có hù lấy khư mắc phúc ni này họ có thể ra lại lái bệnh đấy, ví dụ như là bệnh thứ nhất là bệnh gan nhiễm mỡ đấy, thứ sáu mà là giảm béo, còn ngoài là óc mình tác dụng mình phối kết hợp sữa ăn ướn mỡ là mình sẽ ra lại bệnh ăn ướn mỡ đấy, mình bổ men thì thon ăn ra thon ăn cuồng bưng bai giá vào nửa hư bai giá ấu mắc bục hở côn pi lông cờn khống lông pan đẩy lại côn hù họt bừa có bục đẩy bua gồng xuân hư măn tiêng àn ma tăng kìm già cánh già đẩy lang đì lông pan hở hụ con mết đẩy lựa ấu mắc đì già trắng đì lựa ấu mắc bục ón đì xưa lọ ấu mắc hình mi nhong bừa mắc bục ón men già hư đẩy po bàng tắt nói leo ầu bầy suối pẹ lăng năn ầu cừa sợ áng năm leo che bước mắc bục gian té chết hot xít phút lăng năn trắng ầu bầy tạ sái vay vùng hôm gian hả mự hở già khớ khổ leo ầu xấu mỏ khủa hư già trắng vay đẩy hứng mự chơ che bước mắc bục cơn ầu cừa báu mi y ốt diệt xương năn bữa ma phục trắng già đẩy lăng đi cả tám mắc phúc nữa là mình cả chữa lấy lái nó bệnh thứ nhất là bệnh hậu phi bệnh hậu phi hậu là sau ấn là kèo sau ấn béo phì pùm nhớ đấy hậu là mặt chế ăn cáp mắc phúc nữa hậu là tôm chim thông tin là mình có phải như thời gian như là mình có do khuôn phi lái thời gian mình là hứng lên nhưng mình khoảng phải nhau ship mự ship hà mưa thì mình sẽ một liệu trình đấy. Còn khuôn học phi nói thì học có thể là nửa liệu trình như là giáo chết mưa đi nếu hút chết mưa thì là mình sẽ giảm đông khoảng cân nâng sáu cân đấy, cân nâng sóng cân là măn đấy, là măn giúp bùm vào đấy. Rồi kinh da thì nó có phải khăm đấy. Khăm cứ nâng là măn tôi sắt tôi xính này. Thứ ba là măn mú, là măn cấy, là măn pịt. Đấy, là nó phải khăm. Rồi cuồng học kinh da thì nó phải khăm. Đấy. Thứ sóng mà, nó phải khăm là giảm. Học kinh số mưa là phải giảm. Phải giảm lượng hao kinh đấy. Đấy, ví dụ là hao kinh này sám thuôi của nâng hao kinh sóng thuôi đấy hao là có lấy kinh là kinh là phải kinh bên phừa có lấy ba phừa có lấy ba phừa ăn ba phừa thì có phừa nào hao kinh nào sẽ kinh ế bây giờ họ giáp cái đấy mình sẽ hao sẽ giảm đấy ăn béo phì này. Vào hộp ma cuồng lung hù không po me côn lao mỏi tàng cò cùng xuân hư mi thể bên có già già đẩy bệnh mỏi cò mi thể già đẩy bệnh nưng máu cò già đẩy lái bệnh lác cằn mi thể sủ tàng cò nưng máu cò qua sơ lại tàng cò ấn phớ mon cài chương trình nỉ tinh lái po me pinong hù đẩy túm bưng bay già đi hà ngai mi thể há giàu già cuồng đơi kình rú hàng mử chương trình truyền hình quan tay khổng đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên hot nỉ sò răng cón hèn pò tinh lại pomepinong cuồng chương trình tưa lằng chung ta khắc sường.